Rồi bài 2 câu 3 cũng là cái tam giác đó. Control N. Tập sinh mới Lưu. Lưu. Bài 2 câu câu 3. Câu 3. À, cô lấy cái bài 1 cô copy qua đây cô sửa lại đi cho nó nhanh hen. Rồi bài 1 cô lấy cái bài 1 ô bên nè. Ha. Ô bên lớp sáng. Bài 1 câu mấy là tam giác không? Cô lấy cái bài 1 câu 6 cô copy cô sửa lại nè. Ctrl A để chọn tất cả. Ctrl C bỏ nó qua bài 2 câu 3, xóa hết mấy này đi. Tại trong cái đó nó có cái này rồi. Ctrl V. Ha. Rồi cô mới đóng này lại. Click chuột phải, close đóng này lại. Rồi cô copy từ bài 1 qua thì cái này không cần tính chu vi và diện tích, cho nên cô bỏ chu vi này nha. Bỏ diện tích. Bỏ cái này luôn. Rồi cô nhập vào không cần tính chu vi. Không cần tính diện tích. À, chỉ báo là rồi ba số vừa nhập là ba cạnh của tam giác. Bây giờ xét nó có phải là tam giác đều hay không. Nếu cạnh A bằng bằng cạnh B và cạnh B bằng bằng cạnh C hoặc cạnh A bằng bằng cạnh C cũng được ha. À, đây cô nói nè, thứ tự ưu tiên các toán tử thì dấu cộng ưu tiên hơn là dấu lớn so sánh, cho nên đây cô không cần ngoặc, bao cái này cũng được. Còn nếu không thì bao cái này trong ngoặc để cho nó chặt chẽ hơn. Hiểu như nha, mở ngoặc rồi chỗ này A cộng B đóng ngoặc ha, thì nó chặt chẽ hơn. Rồi A mở ngoặc rồi cộng C đóng ngoặc, cộng C nè đóng ngoặc, rồi B cộng C cũng bỏ trong ngoặc thì nó nhìn chặt chẽ hơn. Nhưng thực ra thì toán tử cộng ưu tiên hơn toán tử lớn hơn. Rồi. À, tương tự cái này cũng vậy, hai cái này thì cô có thể bỏ trong nếu mà muốn chặt chẽ thì cô có thể bỏ nó trong hoặc tròn nè hen. Đó rồi cái này hoặc tròn nè, đóng hoặc tròn rồi đóng hoặc của hàm if ha. A bằng B và B bằng C thì cô xuất ra màn hình là đó là tam giác đều ha. Xuất ra màn hình RNF, nó có một lệnh RNF thôi. Xuống dòng đó là ba cạnh của tam giác đều, là tam giác đều. Rồi L của cái này có nghĩa là nó không phải là tam giác đều á. Nếu nó không phải tam giác đều thì cô coi có phải là tam giác cân hay không ha. Ha, không phải tam giác đều. Bây giờ cô mới xét coi nó có phải là tam giác cân hay không. Trong eo này cô sẽ nếu nếu a mở ngoặc đi, A bằng bằng B hoặc là dấu hoặc nè, dấu và là hai cái dấu và đó, bây giờ dấu hoặc hai cái sổ đó, hoặc hen, hoặc mở ngoặc B bằng bằng C rồi nhích ra một cái hoặc nữa, hoặc A bằng bằng C mở ngoặc A bằng bằng C, chỉ cần hai cạnh nó bằng nhau thôi thì cô báo nó là tam giác cân.
Íp đầy một lệnh nè, đó là tam giác cân. Rồi cho nên chỗ này bao ra ngoặc nhọn nè ha, bao ra ngoặc nhọn, bao ra ngoặc nhọn, bỏ nó vô đây tiếp đi rồi suy nghĩ có thể bỏ bớt. Nếu mà nó thỏa ba cái điều kiện đó thì nó là tam giác cân. À còn nếu không thì mình sẽ hỏi nữa, hỏi có cái này hen, hỏi nữa nè nha. Ba cạnh bằng nhau rồi mà nếu tam giác vuông thì a bình phương bằng b bình phương cộng c bình phương, hoặc a nhân a nè, a bình phương là a nhân a bằng bằng b bình phương a nhân b, b nhân b cộng c nhân c. Tất cả cái này bao trong ngoặc tròn đi cho nó chặt chẽ. À, thật ra thì hình như là không cần bao cũng được á. Thì cô làm vậy hơi 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 rồi ha. Hoặc là mở ngoặc tròn a bình phương bằng b bình phương cộng c bình phương. À, rồi bây giờ b bình phương bằng a bình phương cộng c bình phương, mở ngoặc tròn b nhân b là b bình phương bằng bằng a bình phương a nhân a cộng c bình phương là c nhân c. Hoặc là mở ngoặc tròn c bình phương bằng a bình phương cộng b bình phương c nhân c bằng b a bình phương a nhân a cộng b nhân b. À, nếu nó vừa ba cạnh nó bằng nhau mà lại là vuông nữa hả? À, a nhân a, rồi cô cảm ơn, a nhân a, a bình phương cộng b bình phương. Nếu mà nó như thế này thì cô báo nó là vuông cân, đúng không? Vừa cân vừa vuông hen, đó là tam giác vuông cân. Vuông cân hen. Ngược lại, eo của cái trong á hen, ngược lại có nghĩa là nó không thỏa cái này thôi nhưng nó vẫn thỏa cái ngoài này hen, thì cô báo chỉ là tam giác cân thôi đó hen. Rồi chỗ này, nếu nó thỏa thì là tam giác đều nè, là tam giác đều hen. Còn này không phải tam giác đều, cái này mà thỏa thì là tam giác cân. Cái này không đều, chỗ này else là không đều và không cân, không đều không cân mà coi có vuông hay không. À, nếu nó vuông thì vậy. Bây giờ eo chỗ này, eo của cái íp ở trong đó ha, thì không đều, không vuông, không cân, không vuông bình thường luôn thì nó là tam giác thường, đúng không? Này, tam giác đó là tam giác thường hen, thường thôi, không có cái gì đặc biệt hết. Vậy thì coi này nha. Cái íp này chỉ có một mình ring này thôi, không cần ngoặc nhọn. Cái eo này, nè, thực ra nó chỉ nó chỉ có một mình íp eo này thôi. Cái lệnh cấu trúc được xem như một lệnh đơn, cho nên chỗ này cô không cần ngoặc nhọn. Phải không? Nè, cái này íp nè, eo nè. Trong cái íp eo này chỉ có íp eo này thôi ha, lệnh cấu trúc, lệnh íp là lệnh cấu trúc. Mà nó chỉ có một lệnh cấu trúc này cho nên cô không cần bao cũng được. Trong cái eo này cũng chỉ có một mình íp eo này thôi cho nên cô không cần bao cũng được. À, rồi bây giờ chạy. Còn cái eo này là của, còn cái íp này nè, nó có ring nếp này rồi nó có íp eo này cho nên cô bắt buộc phải bao mặt nhỏ. Đây,
Rồi chạy. Bây giờ chạy này nha. Hey, value dòng 14 đâu con? À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi đấy. Rồi hai dấu bằng là so sánh nha con, cô quên đó. Còn một dấu bằng là phép gán. Rồi đầu tiên là tam giác đều coi. 3.5 3.5 3.5. Vậy sai rồi, ba số đã nhập không lập thành tam giác. Đúng không con? Coi cô gỡ rối nè, cô không biết tại sao cô nhập A 3.5, B 3.5, C 3.5 tại sao sai. Sai logic thì rất là khó sửa. Cho nên cô dừng chức năng debate nè. Cô cho chương trình dừng tại đây. Tiếp ở đây nè. Ha, dừng tại đây. Rồi cô ấn đây thì nó chạy tới đó nó dừng. Nè, ví dụ cô nhập 3.5 ha, rồi 3.5 rồi 3.5 cô enter thì nó chạy qua cái dòng đó, nó chạy tới dòng này. Cô mới coi bây giờ A, B, C bằng bao nhiêu. Cô add quad rồi cô add quad B, cạnh B bằng bao nhiêu, cạnh C bằng bao nhiêu. Thì cô thấy nó lưu A bằng 3, trong khi nó lưu B và C bằng 0. Cô mới nhớ lại là A, B, C là số nguyên không dấu hen, mà cô nhập số thật cho nên nó sai. Rồi vậy cô dừng dừng gỡ rối ở đây. Rồi cô chạy lại chương trình, không cần gỡ rối nữa. Ba cạnh, độ dài ba cạnh là ba số nguyên không dấu. Rồi ba 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 số vừa nhập là ba cạnh của tam giác, và đó là tam giác đều hen. Rồi dụ như 3 4 5 là tam giác vuông nè, ba cạnh 3 4 5 là tam giác vuông. 3 4 5 ba cạnh vừa nhập là ba cạnh của tam giác, và đó là tam giác vuông. Còn vuông cân thì nhiêu? Cô chạy thử với tam giác cân. Hai bốn bốn rồi đó là tam giác cân, thì chắc đúng là tam giác vuông cân. Thì tính nó không biết ra sao, chắc nó là số thực đó con, cho nên thôi đi ha. Rồi vậy cô kết thúc cái câu này.